chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ năm ngày 16 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau. Quốc hội biểu quyết thông qua các luật nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Vĩnh Long công bố kết quả tạm thời kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 với 175 bài thi đạt điểm 10. Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện trên 2,6 triệu mũi tiêm. Đề xuất giảm tối đa thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu để góp phần hạn chế lạm phát. Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua các luật nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp thứ 3. Trong phiên làm việc sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật và nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, giữa 467 trên 480 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,78% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Nghị quyết quy định việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam thuộc Bộ Công an. Trong đó, trại giam được áp dụng thí điểm hợp tác với tổ chức trong nước để tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Với 469 trên 474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,18% tổng số đại biểu Quốc hội đã thông qua luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm, quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Với 476 trên 477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đáng chú ý, về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả dành cho người khuyết tật, giới hạn quyền tác giả, có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại điểm A khoản 1 điều 25 vì gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả. Hiện nay chưa có quy định về thiết bị sao chép công cộng nên rất khó kiểm soát được việc sao chép. Với 477 trên 480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,78% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Tại phiên họp, với 474 trên 475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,18% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Với 475 trên 478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,38% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục trong chương trình làm việc sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều nay kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Quốc hội đã họp phiên bế mạc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên bế mạc. Chiều nay với sự thống nhất cao của đa số đại biểu, Quốc hội khóa 15 đã biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 3. Trong đó có việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án đường Hồ Chí Minh và việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước đối với một số dự án giao thông trọng điểm. Biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ năm 2021-2030. Biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã báo cáo khái quát 5 nội dung chính về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và công tác lập pháp. Quốc hội đã thông qua 5 luật, 3 nghị quyết, góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế và nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cho ý kiến 6 dự án luật khác. Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội đã nghe báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2. Quốc hội đã giám sát tối cao về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Quốc hội dành 2,5 ngày để chất vấn 3 bộ trưởng và thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trên các lĩnh vực. Quốc hội còn xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia. Trong đó, lần đầu tiên, tại một kỳ họp của Quốc hội có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Để các luật nghị quyết của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, Quốc hội trân trọng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua, khắc phục tình trạng quyết sách đúng, trúng và kịp thời nhưng triển khai chậm và kém hiệu quả. Các vị đại biểu Quốc hội sớm báo cáo cử tri cả nước kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục đồng sức, đồng tâm cùng Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn thách thức, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế, bảo đảm tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội sau đại dịch COVID-19. Chuyển sang thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực giáo dục. Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long công bố kết quả tạm thời kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Toàn tỉnh có 175 bài thi đạt điểm 10. Các bài thi đạt điểm 10 tập trung ở hai môn Toán và Tiếng Anh. Môn ngữ văn điểm thi cao nhất là 9,25 điểm. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm trên trung bình ở môn ngữ văn đạt gần 53%, môn toán gần 79% và môn tiếng Anh gần 63%. Thí sinh phổ thông có điểm thi 3 môn văn, toán, tiếng Anh cao nhất đạt 28,5 điểm. Thí sinh chuyên có điểm 3 môn văn, toán, tiếng Anh và môn chuyên cao nhất đạt 37,75 điểm. Thí sinh có thể xem điểm thi tại các trường các em dự thi hoặc trên trang thông tin của Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long tại địa chỉ vinhlong.edu.vn. Sau khi biết điểm thi, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi, nộp đơn chấm phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi từ nay đến ngày 18 tháng 6. Dự kiến ngày 25 tháng 6 công bố kết quả phúc khảo. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, Vĩnh Long có hơn 12.000 thí sinh dự thi. Cùng với lớp 3 và lớp 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long cũng đã phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới lớp 10 theo danh mục sách được tỉnh phê duyệt cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Trong thời gian một tuần, từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long tổ chức tập huấn trực tuyến cho cán bộ và giáo viên trung học phổ thông về nội dung, phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh đối với sách giáo khoa mới lớp 10 gồm nhiều môn học như toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục kinh tế và pháp luật, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Qua tập huấn nhằm giúp giáo viên khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 khi đưa vào giảng dạy trong năm học 2022-2023. Danh mục sách giáo khoa lớp 10 gồm 28 sách với 14 chuyên đề học tập thuộc 3 bộ Cánh diều, Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, bệnh sốt xuất huyết cũng đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Trà Ôn. Theo Trung tâm Y tế huyện, từ đầu năm đến nay, Trà Ôn ghi nhận 42 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 21 ca so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 19 ổ dịch sốt xuất huyết tại các địa phương trong huyện. Dự báo tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn có khả năng tăng cao trong thời gian tới. Ngành Y tế huyện chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với y tế địa phương dập ngay các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn bằng cách phun hóa chất diệt muỗi mang mầm bệnh, khống chế không để bệnh lây lan. Các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động giám sát về ca bệnh, giám sát về quần thể muỗi lăng quăng và theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trong cộng đồng, từ đó có các biện pháp can thiệp kịp thời. Hiện sốt xuất huyết vẫn chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng tránh sốt xuất huyết, người dân nên chủ động phòng chống, phát hiện sớm các ổ lăng quăng và thường xuyên vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh. Nhằm duy trì và tạo thêm miễn dịch cho người dân, đặc biệt là người có nguy cơ cao mắc COVID-19, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện trên 2,6 triệu mũi tiêm, trong đó người từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ liều cơ bản đạt trên 99%, người từ 18 tuổi trở lên tiêm liều nhắc lần 1, mũi 3 đạt 63,2%, tiêm liều nhắc lần 2, mũi 4 đạt 7,5% và liều bổ sung đạt 37,3%. Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt hơn 70% và mũi 2 đạt 1,8%. Theo nhận định của ngành y tế, tình hình tiêm vaccine trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công tác tiêm phòng gặp một số khó khăn, việc tiêm vaccine liều nhắc lại chậm hơn so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do một số người dân chủ quan vì tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Người dân đã từng mắc COVID-19 nghĩ rằng sẽ có kháng thể nên không tiêm vaccine nữa và tâm lý sợ tiêm vaccine gây tác dụng phụ làm ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt hàng ngày. Trước tình hình này, ngành y tế đang tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức tiêm vaccine, ra soát lập danh sách mời người dân đến tiêm khi đủ điều kiện. Vận động người dân đồng thuận để tiêm đúng thời gian, đảm bảo phát huy tác dụng của vaccine. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã xác định ngành y tế chăm sóc sức khỏe là một trong những ngành được ưu tiên chuyển đổi số hàng đầu. Cùng với cả nước, thì ngành y tế Vĩnh Long đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số nhằm mang lại lợi ích cho người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe. Để có thông tin cụ thể về công tác này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, tỉnh ủy viên, phó giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long. Kính thưa tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, vì sao việc chuyển đổi số trong ngành y tế là việc làm cần thiết hiện nay và công tác chuyển đổi số đã mang lại những lợi ích như thế nào cho các cơ sở y tế cũng như là cho người dân trong các công tác tiến hành thủ tục khám và điều trị bệnh ạ? Chuyển đổi số của ngành y tế nó đóng vai trò rất là quan trọng trong phát triển ngành y tế rất là nhiều lĩnh vực, từ cái công tác quản lý rồi cái công tác khám chữa bệnh, tức là vận dụng những cái dịch vụ kỹ thuật cao. Rồi vấn đề thứ ba nữa là cái tiếp cận của người dân đối với cái ngành y tế, thì khi mà chuyển đổi số thì cũng giảm bớt các cái thủ tục hành chính phiền hà và giúp cho người dân thuận tiện hơn trong cái công tác mà khám chữa bệnh, ứng dụng những cái dịch vụ kỹ thuật mà chuyển tiếp từ tuyến trên về các cái tuyến dưới. Thưa bà, hiện nay thì ngành y tế của tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những kết quả bước đầu về công tác chuyển đổi số như thế nào, cũng như là những thuận lợi khó khăn trong công tác chuyển đổi số hiện nay của ngành y tế ạ? Trong cái thời gian vừa qua thì có thể là ngành y tế Vĩnh Long đã đạt được một số cái kết quả bước đầu. Ví dụ như là 100% các cái cơ sở y tế cũng đã triển khai phần mềm khám chữa bệnh. 100% các cái cơ sở y tế từ tuyến xã tới tuyến huyện, tuyến tỉnh thì có kết nối các phần mềm để với lại bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết cái việc mà thanh quyết toán hoặc là ánh xạ thuốc. Rồi các cái cơ sở y tế cũng đã có các cái phần mềm để có thể là tiếp nhận bệnh nhân, thì một số cái cơ sở cũng đã có bắt đầu sử dụng bệnh án điện tử cũng như là thanh toán không dùng tiền mặt, rồi những cái kết nối với cái cơ sở tuyến trên trong khám chữa bệnh từ xa. Tuy nhiên thì cũng còn có một số cái mặt mà hạn chế, cái trang thiết bị dụng cụ cho cái công cuộc mà chuyển đổi số cũng còn thiếu, và cái nhân lực mà ngành công nghệ thông tin, những cái chuyên ngành công nghệ thông tin thì cũng còn thiếu và rất là khá là yếu. Rồi nhân viên y tế thì cũng đang
từng bước cập nhật. Tuy nhiên thì cũng còn có một số nhân viên y tế cũng chưa có tiếp cận một cách nhanh chóng cái kinh phí cho cái công tác chuyển đổi số. Là khi mà chuyển đổi số thì phải sử dụng những cái trang thiết bị, rồi nhân lực, rồi tất cả những cái đường truyền v.v. Thì cái kinh phí này thì đôi khi các cái cơ sở y tế chưa được tính trong cái công của chi phí khám chữa bệnh, do đó cũng gặp khó khăn. Dạ thưa bà, trong thời gian tới thì ngành y tế của tỉnh Vĩnh Long sẽ khắc phục những khó khăn trong công tác chuyển đổi số để mà hướng đến cái việc chuyển đổi số toàn diện như thế nào ạ? Dạ, trong thời gian tới thì ngành y tế của chúng tôi cũng đang xây dựng một cái kế hoạch chuyển đổi số tổng thể trong ngành cho đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Chúng tôi cũng sẽ đề xuất những cái trang thiết bị phục vụ cho cái công tác chuyển đổi số. Chúng tôi cũng sẽ huy động cái nguồn nhân lực, và đặc biệt là nhân lực về công nghệ thông tin mà chất lượng cao, mạnh dạn đề xuất trong cái kế hoạch chuyển đổi số cũng như là kế hoạch mà thu hút nguồn nhân lực trong cái thời gian sắp tới. Thì nguồn nhân lực có thể là chúng tôi sẽ vận dụng những cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong tỉnh kết hợp để những cái nhân lực mà về cái chuyển đổi số có kinh nghiệm trong cái chuyển đổi số của ngành y tế ở các cái địa phương khác hoặc là ở các cái tuyến trên để về hỗ trợ. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Vĩnh Long. Trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đang tiếp tục cùng các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu mỡ nhờn xuống bằng mức sàn trong khung mức thuế này để góp phần hạn chế lạm phát. Từ 1 tháng 4 năm nay, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu cũng được điều chỉnh giảm 50% cho đến hết năm. Thuế bảo vệ môi trường theo đó còn 2.000 đồng mỗi lít xăng và 1.000 đồng đối với dầu diesel, mazut, dầu nhờn. Tuy nhiên, trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đang tiếp tục cùng các bộ ngành nghiên cứu đề xuất tiếp tục giảm sắc thuế này. Bộ Tài chính cũng đã xin ý kiến các bộ ngành để báo cáo chính phủ, tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giảm cái thuế bảo vệ môi trường xuống cái đến cái mức sàn trong cái thuế bảo vệ môi trường. Như vậy thì trung bình mỗi 1 lít xăng dầu thì sẽ giảm khoảng từ 550 đồng cho đến 1.100 đồng tùy từng loại và sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước của năm 2022 khoảng 7.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế bảo vệ môi trường sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, khi chúng ta kiểm soát được đại dịch, tổng thể thu ngân sách nhà nước năm 2022 đến nay đã đạt hơn 60% so với dự toán được giao. Vì vậy, trong cân đối chung, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo và bù đắp được các khoản giảm khi giảm thuế bảo vệ môi trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả trong năm 2022 với tổng diện tích là 29.500 ha. Theo đó, diện tích đất lúa kém hiệu quả chuyển sang cây trồng hàng năm là hơn 26.800 ha và chuyển sang trồng cây lâu năm là 2.700 ha. Mục tiêu chuyển đổi là nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo đảm an ninh lương thực, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời sẽ hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với sản lượng lớn, vùng sản xuất hàng hóa hiệu quả cao, tạo thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững trong thời gian tới. Tại huyện Vũng Liêm, thời điểm này có nhiều diện tích cam sành của nông dân bị chết do ngập nước kéo dài trong thời điểm đầu tháng 4 vừa qua. Đáng quan tâm là dù bị thiệt hại cách nay hơn 2 tháng, có nhà vườn mất trắng hàng trăm triệu đồng, nhưng đến nay nông dân vẫn chưa thể phá bỏ vườn, trồng mới vườn cam với nhiều nguyên nhân. Ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình Vĩnh Long. Vườn cam này có diện tích gần 1 hecta với số lượng cây chết hơn 75%. Đầu vốn vào trên dưới 1 tỷ đồng mới thu hoạch được 2 vụ, chủ vườn chưa lấy lại đủ vốn, thì đầu tháng 4 vừa qua, mưa lớn kéo dài làm ngập nước liên tục 3 ngày dẫn đến thiệt hại như thế này. Thiệt hại mang trái mà nó rụng á, mà cam mà ít giá, ít nhất cũng nó rẻ đó, cũng khoảng 400 triệu. Nhưng mà nó rụng cái trơn, cây tiêu cái trơn. Ước tính theo về cây, về trái rụng á, cũng xem cả tỷ à. Vì đang cam tốt mà thua qua mà. Mưa lớn kéo dài trùng với những ngày triều cường hồi đầu tháng 4 vừa qua đã làm thiệt hại hơn 40 hecta cam sành của 73 hộ nông dân ở hai xã Hiếu Nghĩa và Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. Trong đó hơn 18 hecta bị thiệt hại từ 70 đến 100%,
còn lại thiệt hại từ 30 đến 70%. Ghi nhận tại địa phương, đến nay vẫn còn nhiều diện tích cam chết khô nhưng nông dân chưa thể phá vườn trồng mới. Nguyên nhân là do thiếu phương tiện cơ giới. Bên cạnh đó, lượng cây giống cam sành cũng không có sẵn tại địa phương. Nông dân phải đặt hàng từ địa phương ngoài tỉnh, trong khi loại cây giống này cũng đang hút hàng. Song cũng có nhiều trường hợp nông dân thiếu vốn chưa thể cải tạo vườn. Từ phá vườn tới đem cây về trồng, khoảng 60 triệu một công. Chăm sóc khoảng 2 năm. 2 năm là mới làm bông thôi, còn làm bông xong 1 năm rưỡi nó mới bán được. Vốn liếng mình hay yếu. Bây giờ mình cải tạo lại thì trong mình không có vốn. Rồi đổ ông mới rồi mình lấy chưa được gì hết. Đợi giờ chờ coi sao nhà nước có hỗ trợ được món nào không. Rồi mình mới trải thêm mới nữa. Thì cũng phải làm chứ đâu mà nó chống được. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Vũng Liêm cho biết đã hướng dẫn nông dân kỹ thuật phục hồi vườn cam sau ngập úng đối với các vườn bị thiệt hại nhẹ, cũng như lưu ý một số vấn đề khi phá vườn, lập vườn mới đối với những diện tích bị thiệt hại nặng để không làm ảnh hưởng cây giống mới trồng. Phòng cũng rà soát thống kê là những diện tích bị thiệt hại để mà hướng dẫn làm cái hồ sơ đề nghị trên hỗ trợ phần thiệt hại cho người dân theo cái quy định. Rồi bên cạnh đó thì cũng đề xuất ở địa phương cũng như cấp trên là nên cải tạo lại cái hệ thống kênh mương nội đồng, tức là nạo vét cho nó thông thoáng. Rồi những cái kênh lớn như chủ yếu là cái kênh dọc theo cái đường 937 đó, từ cái xã Hiếu Nghĩa cho tới cái xã Hiếu Nhơn, để giúp cho cái trong thời gian tới nếu mà lỡ có mưa lũ xảy ra lớn thì cũng cái việc bơm thoát nước cho nó được thuận tiện hơn và giảm bớt cái thiệt hại của cái vùng trồng cam sành, nhất là những cái nơi mà bị trũng, bị ngập. Cải tạo vườn trồng lại cam sành hoặc loại cây ăn trái khác để sớm thu quê lợi, ổn định cuộc sống là điều phải làm. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn nên nông dân chưa thể thực hiện. Các nhà vườn mong ngành chức năng sớm hoàn thành các thủ tục hỗ trợ để có thêm điều kiện cải tạo vườn. Bên cạnh đó có giải pháp nâng cấp hệ thống đê bao, khơi thông kênh rạch để đảm bảo cho cây ăn trái phát triển tốt trong điều kiện bất lợi. Thưa quý vị, bà Tôn Nữ Ánh Tuyết ở làng Hương Trầm Thủy Xuân, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế là người gắn bó lâu năm với nghề bán hương. Bà được mọi người yêu mến khi mà thường xuyên quyên tặng số tiền lời của mình cho nhiều bệnh nhi nghèo. Và trong thời lượng còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những hình ảnh về cụ bà 72 tuổi đang được nhiều bệnh nhi triều mến gọi là bà Tiên này. Chứ mẹ chết, mẹ bằng lòng, nhưng mẹ xin để giang cho mẹ đánh đổi, không có bình ung thư. Thưa quý vị và các bạn, việc làm thiện nguyện của bà Tiên Tôn Nữ Ánh Tuyết dành cho các trẻ em nghèo mắc bệnh ung thư tại thành phố Huế đang lan tỏa tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa người và người. Và đây cũng là phẩm chất cao quý của người Việt Nam. Và đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.